Giờ mình đi siêu xa một nhá, siêu xa một nha các bạn nhá. Một kia mà. Một kia cơ mà. Rồi giờ mình xuống siêu xa một bên kia cô ơi. Anh ơi, đò khách xuống anh ơi. Em ơi đò khách xuống, đi vòng kia cô ơi, vòng qua kia. Trời ơi, bảo mô giết. Rồi, các đồ chúng tôi đã được xuất bến các bạn ơi. Bây giờ chào nhau nhá. 1, 2, 3 à. Rồi, khẽ nữa nhá. Hô to hơn nữa nhá. 1, 2, 3 à. Rồi, bé nhá, xinh gái mà này. Ai cũng có hình, ai cũng có video hết nha. Sống trai là là đi cùng cái này bà ngoại đúng không? Bà ngoại, con gái. Cái gì cho gái? Là đi cùng bạn bè. Ok. Rồi, ok nha. Rồi, cảm ơn bạn nha. 1, 2, 3. Các bạn ơi, các bạn chủ đò của mình ơi. Các bạn không ai cả. Không có ai cả. Thế thì đặt tình đặt tiền đi, người yêu cũ ơi. Em đi đây. Đó đi. Hả? Người yêu cũ ơi, người yêu mới ơi, em đi đây, em đi trường xa đây. À, không nói được gì hả? Chán rồi. Rồi, bắt đầu. À, thôi hả? Du được không lên lời à? Chán quá. Bây giờ tại mắt thường các bạn có thể nhìn thấy là cá. Đây, cá. Cá đang bơi dưới này, đây chưa? Nước lóng bánh chưa? Đây là vịnh san hô nha các bạn nhá. Đây. Rồi mình vào đây các bạn ơi. Đây là vịnh san hô. Đi 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 đó, chị đẩy ra thì đó. Bên em có hai dịch vụ, đây là dịch vụ đầu tiên nhé. Đi bộ đáy biển đó. Đây, mọi người xem. Đây. À, bảo đi bộ không? Đây này. Đây, đây là dịch vụ đi bộ. Sai bà cháu đi. Khi mình xuống dưới nước nha. Môn này chơi rất dễ. Mình hít thở dưới chân bò. Đi bộ dưới chân bò. Và khi mình đội cái mũ đông này vào này, tóc tay mình không sợ ướt. Trên biển mình không sợ ướt. Xuống đấy qua kia mình rất đẹp. Đấy. Và môn này để chơi thì em từ 6 tuổi trở lên có thể chơi rồi. Đó. Xuống dưới đấy sẽ có một anh huấn luyện viên đi theo kèm. Một kèm một tuyệt đối an toàn. Trên 6 tuổi đi được rồi. Trên 6 tuổi. Rồi em giới thiệu thêm một cái gói mà bơi bằng đây. Kia rồi. Đây là dịch vụ thứ hai bên em, dịch vụ người nhà ấy. Môn này nó khó chơi hơn một chút. Bởi vì mình học bắt buộc phải học các kỹ thuật. Là thở bằng miệng này, có một thở bằng mũi này. Quan trọng nhất là tóc mình không đúng rồi. Đấy. Mình đeo cái kính và toàn bộ tóc tai mình đều ướt hết đấy. Và mình xuống dưới nước mình không được đi một cái nước kia, mình chỉ cần được lên ở trên mặt san hô. Là hồi xưa em đi một lần rồi, là em đưa bạn em đi. Lần này em đi lại. Hồi xưa em đi em có chụp hình hay quay phim gì không? Chụp hình thôi. Chụp hình. Không, không có quay phim. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ không phải. 5 năm thì phải đến. Không phải. 7 năm trước. Hiện tại bây giờ không phải, chỉ có chụp hình là cũng chưa quay phim. Chỉ có anh hỗ trợ thôi. Rồi, đi thẳng luôn. Vâng. Các bạn nào đi sờ cá không thì đi theo mình nhá. Hai con cá đang đi trên bờ. Rồi mình ra khu vực lặn xem san hô. Đây nước trong mà nhìn thấu đáy luôn. Ở đây nước nó trong là vì san hô này, nó có nhiều dạng san hô, nó tự nó lọc nước, nước nó trong hơn bình thường. Những ngày mà ở Nha Trang mưa nước nó đục ngoài này vẫn trong. Này. Không nào. Rồi, hai em đã sẵn sàng xuống lặn chưa? To lên. Lại nhá. 1 2 3
sẵn sàng, to hơn nữa, 1, 2, chưa đếm mà, 1, 2, 3, ok, dê cái nào, dê, ok. Thank you.
Thank you.
phía xa kia là một con chứa biển siêu to khổng lồ nhá. Kia kìa, đang bơi ở phía xa xa kìa các bạn, nó cách mình khoảng 3 mét, rất chi là to đấy, đấy. Chứa biển siêu to khổng lồ luôn. Chào các bạn nhá. Đây, xin chào đây. Rồi, gia đình ta tạm biệt vịnh san hô. Đi ăn cơm trưa. No, lại được đôi dép mới. Thấy dép rồi, hôm qua để bên kia, thấy dép rồi. Ba này. Rồi, bye bye chào nhau là các bạn ơi. Rồi, hết ga hết số bác tài ơi. Hết ga hết số, tóc gió thôi bay. Giờ mình làm 1 2 3 a nhá. Rồi, 1 2 3 a. Rồi, hiểu bắt gì mình yêu ơi. Chia làm 2 bàn nhá. Hồi sáng ai đi Meta để ăn 1 bàn nhá. Hồi sáng ai đi với mình thì ăn 1 bàn nhá. Các bạn có 2 bàn nhá. Các bạn có 10 phút để đi chợ tham quan nhá trước khi vào ngồi ăn nhá. Dạ vâng. Uống là say thôi nha mấy anh nha. Rồi lên các bạn ơi, lên đây. Mấy anh đi Meta là uống rồi. Vâng, chào nhá. Đây là chủ bè nhá. Người đàn ông thân thiện của năm. Rồi. Rồi baby vào trong đây em. Rồi, khách mình vào đây các bạn ơi. Rồi khách mình đi một vòng tham quan này. Đây này con cá siêu to khổng lồ này. Con cá siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Đây qua đây vớt xem chụp hình không mất tiền. Đây. Giới thiệu rồi cho các trường biết. Hỏi cách thử ăn hải sản không? Nó phục vụ cho khách luôn. Đây là con tôm hùm chị ơi, đây này, ra cầm con tôm này. Ra cầm con cái dâu đó, chụp hình lại. Vâng. Để người ta cầm cho, cầm cái dâu cầm chắc nha. Tài ơi, chụp hình cho chị này. Rồi, mỗi nhà cầm một con, cầm thôi. Cầm chắc thôi. Mỗi chị cầm một con. Rồi, bốn bạn này chụp trước đi. Cầm chắc, không sao hết, cầm chắc. Phải để hai vợ chồng cầm một con cũng được. Rồi, bé nhìn máy bên kia kìa. 1, 2, 3, 2, 1, 2, vô cao lên anh, vô cao lên. Năm cuốn vô. Trời, ai cũng đẹp, ai cũng xinh này. 1, 2, 3, tôm hùm này, khoe này. Cẩn thận với 4 cái đuôi nha chị nha, rồi, ok. Rồi, cầm đi qua đây. Cầm đi vào đây. Rồi thả xuống đi em ơi. Thả xuống tung xuống luôn. Rồi, đi qua luôn. Rồi, ok. Đây. Bắt gì có chú anh chị nào. Rồi, mọi người ơi, 1 2 3 vô mạnh nha, vô mạnh nha. Đây, mọi người nha. 1 2 3. Vô. 2 3. Vô. 2 3. Rồi, cảm ơn gia đình nha. Rồi. Uống thật nha, không phải uống giả nha, uống thật nha. Rồi, ok. Rồi, chúc gia đình ngon miệng nha. Chưa, bé đâu chưa lên nào bé ơi. Hồi lấy rô trên tàu rồi bây giờ rô trên bè nhá. Đếm to lên em ơi, đếm to lên. 1, 2, 3, vô. Lại đây. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. Đó, nó phải mạnh mẽ như thế thì đúng không? Rồi, mời các bạn nhá. Rồi, đoàn chào làng trai. Mình qua đảo Hòn Tâm. Bây giờ vô ăn cơm á bảo. Đợi. Bây giờ.
Rồi các bạn ơi, mình đã tới cảng Hòn Tầm nha, các bạn di chuyển lên cảng Hòn Tầm nha. Các bạn tranh thủ chơi mình ở đây nhá. Mày hất đồ này lên nha mọi người nha, mày hất đồ lên, mày bỏ tắm xuống luôn nha. Đây bỏ thùng lại em ơi, đâu không cho mang lên đâu. Bỏ thùng lại đi. Rồi. Đây này bác tài tự xử nhá. Giải quyết hết nha anh nha. Giải quyết hết trong đó nha. Dép của Hiếu đâu, đi giày đi dép vào, không bỏng chân chết. Rồi các bạn tự do chụp hình ở đây nha các bạn nha, tự do chụp hình sống ảo ở đây nha. Cô đi dép lê vào, đi dép lê vào, đi dép lê vào, vâng. Đi dép lê em ơi, ai mà đi guốc ở đây trời. Đi dép lê vào, rồi các bạn vô đi ạ. Sao mình không quay cái lấy vé taxi bên kia chở qua đây mình chơi luôn. Có biết đâu, kêu là bay dù bay thì vào đây mà ai biết. Bay dù bay thì nếu mà khách mình đi tắm hôm trước á, anh quay kia mình lấy vé, anh taxi chở quay lại đây mình phải vô. À. Mà mất công mình đi bộ vô từng vòng lát, vô một cái chụp hình xong, anh vô lấy vé, khách anh cái nhu cầu chơi taxi thì chở qua đây chơi, à, chơi xong chở giờ. Duy đi thẳng em ơi, đi đẹp nha, đi đẹp vào nha, đi đẹp vào, đi đẹp vào, đi như người mẫu nha. Đi đẹp vào, đi đẹp vào. Đi ra giữa này. Đó. Rồi quay vòng tròn ngay, quay vòng tròn ngay, quay vòng tròn ngay. Quay vòng tròn ngay. Rồi hôm nay các bạn lại có cơ hội quay lại khu resort Hòn Tầm. Như hôm nay chúng tôi không phải quay lại đây để đi ngang qua tham quan, check in chụp hình sống ảo, và hôm nay chúng tôi đi qua đây để tiến tới cái khu vực bên kia. Khu vực bên kia là cái khu vực mà bay dù bay lên trời. Rồi. Đây là hai bạn mẫu siêu VIP của chúng tôi. Tự nhiên có bạn áo đen thui vô làm xấu cả đội hình. Nói vậy bạn hơi buồn. Đó là bạn Hiếu hướng dẫn viên của chúng ta. Chùm tour vườn nho nha. Tour vườn nho hôm nay là qua Hòn Tầm áp đảo bên này luôn. Rồi đi thẳng luôn. Đây là khu vực resort của Hòn Tầm nha các bạn nhé. Các bạn sẽ được ăn buffet ở đây. Đây. Ăn buffet ở đây. Và tắm biển ở đây. Khu vực tắm biển này các bạn có thể là tắm nhà phao. Đây, nhà phao đây. Rồi đi thẳng đây ra là khu vực hồ bơi này, đi thẳng luôn. Đây, khi mà các bạn mua vé tắm biển, tắm hồ bơi ở khu vực resort thì các bạn sẽ được chơi nhà phao ở đây. Đây là khu vực hồ bơi của khu vực resort này. Cái vé này ở đây là ngang với một vé tắm bùn nha. Đây. Đó, các bạn đang chụp hình sống ảo ở kia. Đó. Đây. Đây là hồ bơi, khu vực là khu vực resort. Xem đi đúng cái này nè, vẫn thế. Sao em? Thì xem đi được cái này rồi. À đúng rồi, thì nó vẫn thế thôi, hồi xưa giờ nó vẫn vậy thôi chứ. Rồi. Mình đi thẳng ra với khu vực bay dù bay. Anh nào đồ bay nhỉ? Cho em ba cái bay nha. Rồi mình đi thẳng ra khu vực bay dù bay luôn. Vâng. Bạn Hiếu là bạn ấy làm cả năm nay rồi, bạn chưa được tận hưởng. Và hôm nay là cho bạn Hiếu cơ hội đi để hưởng thụ. Mỗi tội là không được trăng mặt thôi. Các bạn ấy còn cô đơn. Cho em ba cái bay. Hướng theo này, nhìn theo. Đó, thế. Thế.
Cho cháu hoạt động xe pin bơn phát. Chơi chơi nằm dưới đây, quay lên rồi thì thẻ tới đây. Ok, cái này cứ chạy là nhớ chạy nghe chưa. Anh nói gì vậy? Đừng dậm lên cái dây. Chạy hả? Cái này cứ chạy là chạy hả? Nhớ bước chạy bước dơ lên, dơ lên, cầm dơ lên. Cầm hả? Nhớ đi kia, dơ lên, cầm dơ lên. Dơ rồi. Dơ lên. Dơ rồi. Chạy, chạy, chạy. Quay đi, bỏ cho xe nó quay lại đi, thằng Thảo đi. Má, sợ quá. Má, sợ vậy. Bỏ cho xe lên đi, quay đi. Con có bè bay con, mình con bay luôn, sợ tốt nào.
Ủa sao Hà hả? Hà dưới biển hả? Để cái chữ gì đó vậy? Để cho cái mập ăn rồi. Chứ gì kì vậy? Chừng là để cái mập chứ. Chứ gì kì vậy? Đi xe vậy? Thiệt đó hả? Để cái mập nó rỉ chân. Ủa con làm leo quá. Cha thẻ xuống nước gì á hả? Quá! Kinh quá! Ghê quá! Đó, đừng có quay nữa. Bỏ trên xe đi, bỏ gì ngay cái mặt luôn. Sợ. Anh cầm cái máy quay đi. Lái cho. Cầm, anh cầm cái này vậy.
Rồi, đây là khu đây, dép đây. Dép đây, dép đây, dép đây. Đây là khu vực hồ bùn đấy các bạn nhá. Hai bà một hồ nhá. Hai bà một hồ. À mình qua đây. À nó cho hai hồ gần nhau bạn ơi. Cho hai hồ gần nhau. Hai hồ gần nhau. Bên kia hả? Phun hả? Đây là hồ bùn của chúng ta. Hồ bùn là bùn nó đang xả vào hồ. Đó, bùn này là bùn khoáng nóng đó các bạn nha. Người nào? Trời ơi, xinh gái thế này. Ê, bà ngoài thấy chưa? Ngâm lạnh chưa? Ngâm chừng nào nó lạnh thì lên. Ngâm chán. Đấy, nhà ta ai cũng xinh nha. Đây nha, các bạn đang ngâm bùn nha. Thả tim nào, tim đâu, tim đâu. Ôi trời ơi, xinh chê. Nhiều các bạn hoa hậu đúng không? Hai diễn viên này đúng không? Giờ mình cua trái vào đây là vô khu vực là massage bằng tia nước. Giờ bên qua bên kia đi một vòng tròn, đi thẳng vào luôn. Chạy vào đi, chạy nhanh lên, chạy đi em. Đây, đi vào luôn, để dép vào đó luôn. Rồi em đi một vòng qua rồi đi vòng về khu vực massage bằng tia nước. Đi vui lắm. Em Hiếu bảo đi vào đây vui lắm. Vô ra luôn. Đi qua luôn, đi qua một vòng luôn. Thích nha, ai cũng thích, thích nha. Em ơi, lên thẳng đây luôn. Đây lên đây, cứ lên trước đi. Trên đây mới đẹp này. Lên thẳng trên này luôn em ơi. Đây. Trên này là hồ bơi vô cực. Sao tí ra gặp nhau mà lên đi. Ở trên này, hồ bơi vô cực trên này. Rồi rồi, lên đây luôn em ơi. Đây, lên đây. Xem em có trầm trồ không? Lên đây. Chưa? Đẹp chưa? Rồi em lên, thích chụp hình em lên thác đứng chụp hình. Trời ơi, đây, thấy chưa, điệu chưa? Đã mua dừa rồi, đã mua dừa để chụp hình rồi. Đây em dừa trong này, dừa trong này. Đang lên. Rồi, con gái đưa chúng ta lên khu vực thác nước đi. Đưa tay đây. Đưa tay chú lôi lên. Rồi, đi lên đi. Lên chơi. Đi cẩn thận nhá. Đi từ thôi. Rồi, qua luôn. Đây, bỏ bậc này, bỏ bậc này. Lên tiếp, tiếp tục lên. Lên tiếp. Thấy không? Lên tiếp không? Thôi này, dựa ở đây, đứng dựa ở đây cho nó nước nó dối con người này. Rồi, vào trong đây. Đây là chỗ nước đôi này, đây là chỗ này này. Đây này. Vào trong luôn, vào trong luôn. À, thò cái đầu ra các bạn, thò cái đầu ra đây. Thò cái đầu ra. Thò cái đầu ra. Rồi, ok, mấy tay chào chú này. Rồi. Bầu trời rất nắng, rất trong. Đây. Ok.
Rồi cẩn thận nhá, bước xuống cẩn thận nhá. Rồi qua đây. Oh, hello. Olivia. Baby. Hello. Hello. Đây, bậc thang này, bên này. Rồi xuống đây. Đây, trong này. Hồ sục này. Vào đây. Cái đây là hồ sục. Chúng ta lại cầu thang xuống. Đây là hồ sục. Dựa lưng vào. Dựa lưng vào chỗ sục á. Hiếu ơi, cho cái bé nha.